Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Không chỉ có khách nhận đồ ăn mà các anh shipper cũng gặp lắm chuyện giờ khóc giờ cười lắm. Ở thời buổi dịch vụ giao hàng nở rộ, lan rộng tới các vùng trên thế giới. Có lẽ không lạ lẫm nếu giữa đồng ruộng bao la, bạn vẫn có thể thấy anh shipper hoạt động. Nhưng nếu địa chỉ giao đồ là nghĩa trang thì sao? Đó là câu chuyện lạnh gáy mà City Chai Mugan, một anh shipper ở Thái Lan vừa trải qua. Câu chuyện được chia sẻ trên TikTok của anh chàng đang viral mạnh trên mạng xã hội này. Anh City Chai kể lại, ngày 6 tháng 5 vừa rồi nhận được order hai món đồ uống. Địa chỉ giao đến là một nghĩa trang ở tỉnh Chai Nat, miền Trung Thái Lan. Vì tập trung giao đồ nhanh nên anh không để ý. Mãi cho tới khi đến nơi mới nhận ra sự khác thường. Đường ngày càng nhỏ hơn, cảnh vật hai bên heo hút và đích đến cuối cùng lại là nghĩa trang. Dưới phần bình luận, dân mạng hết sức lo lắng. Nhiều bình luận của cư dân mạng để lại như: có phải ai đó chơi khăm đặt không? Rất có thể có người đang có ý đồ hãm hại tài xế, hãy cập nhật tình hình đi anh. Trời ơi, tôi đã luôn nghĩ việc đặt ship đến những nơi như thế này là trò đùa, nhưng có thật à? Thật may, những lo lắng tiêu cực của cư dân mạng đã không diễn ra. Trong một màn trả lời với phương tiện truyền thông, City Chai cho biết lúc đó rất hoảng sợ. Anh thậm chí còn hét vào hướng nghĩa trang để xem ai đặt đồ. Một lúc sau mới liên lạc được với người đặt và giao hàng thành công. Hóa ra do nơi này không có địa chỉ rõ ràng nên vị khách phải đặt địa chỉ ở nghĩa trang. Địa chỉ thực cách đó khoảng 300m. Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang gây sốt trên mạng xã hội. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.